Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua ngày 16 tháng 9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.236 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ đến các địa phương cả hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Cụ thể, Lào Cai 180 tỷ đồng, Yên Bái 130 tỷ đồng, Cao Bằng, Lạng Sơn 80 tỷ đồng, Tuyên Quang, Phú Thọ 55 tỷ đồng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng 50 tỷ đồng, Sơn La, Bắc Cạn 40 tỷ đồng, Thái Nguyên, Hòa Bình 30 tỷ đồng, Hưng Yên, Hà Giang 25 tỷ đồng, Điện Biên, Thái Bình, Hải Dương 20 tỷ đồng, Lai Châu 15 tỷ đồng, thành phố Hà Nội 10 tỷ đồng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh 5 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 9, tại công trường thi công hầm chui dân sinh thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, đoạn đi qua địa phận thôn Khe Đảng, xã Tứ Quân, Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã bất ngờ đổ sập. Hậu quả khiến một công dân nhân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay khi tai nạn xảy ra, đơn vị đang thi công và nhân dân địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng sớm có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân sập cầu. Do chịu tác động trực tiếp của lũ rừng ngang, tức lũ từ các con suối bên mạn sườn sông, mực nước sông Mỹ Hà, đoạn qua huyện Mỹ Đức, Hà Nội vẫn ở mức cao, làm ngập hàng trăm căn nhà, người dân phải đi sơ tán. Đồ đạc ngập úng, hỏng hóc, mất điện, nước sinh hoạt lại chẳng có. Cả gia đình chị Yên đành phải chắt chiu từng giọt nước được hỗ trợ. Gần một tuần sống chung với lũ lụt cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất với người dân các xã thuộc huyện Mỹ Đức. Nói chung là điện nước là khó khăn nhất. Không có điện là không làm gì được, nước cũng uống cũng rất là bẩn, thối lắm. Nước thối thì là cứ điện nước là khó khăn nhất lúc này. Chỉ cần nước uống và điện để mình sáng thì mình đi lại thôi. Chứ còn đồ ăn thì có cơm từ thiện rồi. Bình ắc quy đi sạc nhờ ở trong Hòa Bình. Thế là đi mà cầm bình vào Hòa Bình sạc xong lại cầm về để thắp sáng tạm. Điện nước mất nước khiến cho cuộc sống của người dân vùng lũ bị đảo lộn. Nhiều nơi nước cao đến cả 1 mét, thậm chí là 2 mét khiến cho việc di chuyển cũng rất khó khăn. Ở đây mức này là tôi ở trên kia còn ngập thế này. Thế nước nó ngập. Thế là bây giờ là lại mất điện. Thế là mất điện này không bơm được máy nước lên. Thế là nghĩa là về sinh hoạt là tắm rửa là vất vả. Nghĩa là nói gọn là ở bẩn, chỉ tắm qua thôi. Nếu mà tắm ấy thì nó lại không có nước mà sử dụng hàng ngày đấy. Do chịu tác động trực tiếp của lũ rừng ngang từ thượng nguồn các huyện Lương Sơn, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình đổ về, khiến xã Hợp Tiến, Hợp Thanh và một số địa phương ở Mỹ Đức, Hà Nội ngập sâu suốt nhiều ngày qua. 671 hộ và trên 3.800 nhân khẩu là bị chịu cảnh coi như vậy, là lúc này là phải chịu trực tiếp về lũ. Thì vừa qua thì cũng được cái sự quan tâm của các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân cũng đến là cứu trợ, cứu hộ. Thế và cộng với cái thực hiện phương án 4 tại chỗ thì nhìn chung là lãnh đạo địa phương cũng đã khắc phục cơ bản, đảm bảo được tính mạng, an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Và đến thời điểm hiện tại thì còn khoảng 1.001 hộ đã vẫn đang phải ở trong vùng chưa về nhà để ở được. Nghĩa là chúng tôi đã có trên 800 hộ đã trở về nơi nhà an toàn đối với các xã mà có nguy cơ không ngập lụt ở xã bên đáy. Còn riêng đối với hơn 1.001 này thì ở 3 xã Hợp Thanh, Hợp Tiến và An Phú là vẫn còn các hộ dân vẫn còn phải ở chỗ vùng về di dị chưa về nơi nhà ở mới được. Hiện có 1.549 hộ dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức bị nước tràn vào nhà, di dời 986 hộ dân trong vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn. Do tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai vẫn còn 20 điểm phải hạn chế tốc độ chạy tàu và khách du lịch đến Sapa ít, nên ngày 23 tháng 9, tàu khách tuyến Hà Nội Lào Cai mới khai thác trở lại. Lý do là ngày 15 tháng 9, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai đã được thông, nhưng vẫn còn 20 điểm hạn chế tốc độ chạy tàu từ 5 km/h đến 10 km/h. Do vậy, hành trình đoàn tàu kéo dài từ 4 giờ đến 4,5 giờ. Mặt khác, lượng hành khách du lịch đến Sapa, Lào Cai sau bão còn ít, nên không đảm bảo hiệu quả khi tổ chức chạy tàu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông trên đất liền đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15-20 km/h. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Tại Đắk Nông đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún hai bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc Ông Bồ thuộc địa phận thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rấp. Đoạn đường xảy ra sạt lở sụt lún hai bên đường có độ dốc tương đối lớn và là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh. Hai vị trí sạt lở sụt lún đều có hiện tượng săn lấp mặt bằng với khối lượng lớn từ 3 đến 5 năm trước. Điểm sạt lở thứ nhất thuộc km 1936, bên trái tuyến theo hướng lưu thông từ Đắk Nông sang Bình Phước. Điểm sạt lở thứ hai cách điểm thứ nhất khoảng 300m, nằm bên phải tuyến. Tình trạng sạt lở đã khiến một cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải tháo dỡ, sửa chữa một phần, một quán cà phê phải đóng cửa di rời. Đất đai ven đường của 15 hộ dân không có nhà bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tình trạng san lấp mặt bằng với khối lượng lớn, cộng với điều kiện địa hình đồi dốc và lượng mưa lớn. Việc lắp gờ giảm tốc trên mặt đường hơn một năm nay đã tạo độ rung lắc mạnh, nhất là khi các xe tải nặng di chuyển và khiến các khối đất áp sát ta luy đường bị sụt trượt. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đơn vị quản lý đường triển khai ngay việc giảm tải các khối san lấp mặt bằng, thay thế các biển bảng, hạn chế tốc độ qua đoạn đường này xuống 40 km/h. Bại chân bẩm sinh, 5 tuổi đã theo dì bưng hủ tiếu hay phải đi khắp nơi diễn ảo thuật cùng cha. Đây là hoàn cảnh của những em nhỏ khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang, được khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng nhóm chia sẻ sharing, ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giúp đỡ dịp Trung thu này. 16 năm nay, mỗi phần quà, suất học bổng do Trung thu mơ ước trao đi giúp các em thắp sáng tương lai, sớm hiện thực hóa ước mơ của mình. Mùa tựu trường, trong khi nhiều bạn xúng xính quần áo, giày dép, ba lô mới, thì Minh Khang, học sinh lớp 5, trường tiểu học Nguyễn An Ninh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn sử dụng lại những món đồ cũ. Cha em là ảo thuật gia, những năm gần đây, công việc bấp bênh, đời sống gia đình em vì thế khó khăn. Thương cha mẹ, thời gian rảnh, Khang theo cha diễn ảo thuật. Sang diễn ảo thuật này khoảng 50 năm. Giai đoạn đầu chưa có mạng, khán giả xem ảo thuật vừa xem nghệ thuật biểu diễn và cũng đôi chút có cái suy nghĩ là nó huyền bí, cho nên là người ta rất thích và nó thu hút được nhiều người. Còn bây giờ thì trên mạng rầm rộ nào là giải mã ta xem ảo thuật, chỉ là xem cái nghệ thuật biểu diễn thôi. Để chuẩn bị tiết mục cô không thì con phải tập mấy tháng và ba là người đồng hành với con. Giờ hôm nay đến đây con cảm thấy là rất là vui và rất là náo nhiệt. Con cảm ơn cái cô chú đã tạo ra sân chơi con. Trung thu này, Khang cùng 1.800 em nhỏ khó khăn, bệnh nhi tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, An Giang được nhận phần quà trị giá 1.200.000 đồng. 50 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận thêm học bổng Trung thu mơ ước, mỗi suất 1.000.000 đồng. Thấy là tổ chức rất là quy mô mà rất là ý nghĩa, và cũng năm nay thì cũng rất nhiều nhà mạnh thường quân họ tham gia, cho nên là có thể chăm sóc được cho nhiều bé hơn. Nhận được yêu thương và học cách trao đi yêu thương, dù ở hoàn cảnh khó khăn, có em nhỏ vẫn dùng một phần tiền nhận được để mua bánh mì tặng các bạn miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3.